Theo thông báo mới nhất từ công ty cổ phần Transimed, mã cổ phiếu là TMS, ngày 5 tháng 10 năm 2023 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào cổ tức năm 2022. Theo đó, Transimed dự kiến phát hành 36,5 triệu cổ phiếu chào cổ tức, tỷ lệ là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 365 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31 tháng 12 năm 2022. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, số liệu ghi nhận còn hơn 1.773 tỷ đồng. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của Transimed từ trước tới nay và vượt so với kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 20% đã đề ra trước đó. Kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần của Transimed đạt 3.648 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm sâu nên lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên gần 550 tỷ đồng. Nhờ khoản doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 160 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ gần 661 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Transimed còn hơn 1.773 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, công ty còn gần 157 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 717 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Do tình hình khó khăn chung của thị trường, 6 tháng đầu năm 2023, Transimed ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh tới 58% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức là 992 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng giảm tới 73%, xuống mức là 33 tỷ đồng. Kết quả công ty báo lãi sau thuế còn gần 78 tỷ đồng, giảm sâu tới 82% và mới hoàn thành được 18% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Phiên sáng ngày 20 tháng 9 vừa qua, TMS đang giao dịch quanh mức là 56.000 đồng trên một cổ phiếu, tăng 6% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình gần 14.000 cổ phiếu trên một phiên.